tục đến với nội dung phim Thiên Hành Cửu Cờ, tập 26, tâm trạng Hàn Phi đang rất tốt. Dù gì thì anh cũng vừa mới chiến thắng trên một bàn cờ cực kỳ gay cấn. Hàn Phi cùng mọi người háo hức chuẩn bị thưởng thức rượu ngon do chính tử nữ làm. Vừa bước vào phòng, anh lại ngay lập tức bị một nữ thích khách tấn công. Vệ Trang kịp thời ra tay ngăn chặn. Nữ thích khách nhanh chóng tấn công với thân thủ khá tốt. Cùng thời điểm này, trong một ngôi làng của những người di dân Bách Việt từ Sở Quốc đến Hàn Quốc vừa mới được thu nhận lại vô cùng yên bình và vui vẻ. Như những buổi tối khác, mọi người đang quây quần bên nhau cạnh đống lửa lớn. Ngoài cổng bỗng xuất hiện một ông già lạ mặt, ai nấy đều thân thiện đón chào. Sau khi uống xong chén nước, lão bỗng hóa thành một con người kỳ lạ, dùng phép thuật đưa rất nhiều rắn tới tấn công mọi người, ai nấy đều hoảng sợ. Quay lại với bọn Hàn Phi, lúc này anh đang nhàn nhã thưởng thức cuộc tỉ thí. Hàn Phi còn cảm thán, đây quả thật là một nữ sát thủ nhân tài. Thế nhưng chưa kịp bao lâu thì nữ thích khách đã bị Vệ Trang áp chế. Hóa ra người này chính là Lộng Ngọc. Lộng Ngọc ngượng ngùng, có vẻ như tất cả mọi người đều không hề bất ngờ khi biết mình là nữ thích khách. Cả Hàn Phi, Vệ Trang và Tử Nữ đều đã sớm nhận ra cô ngay khi vừa mới xuất hiện trong căn phòng này. Hàn Phi chỉ khuyên cô không nên lấy thân mình mạo hiểm, lệnh tôn vốn đã dốc hết sức để bảo vệ cho hai mẹ con cô. Tử Nữ không ngại cho cô biết, ai muốn gia nhập Lusa đều có lý do để ở lại. Tuy nhiên đây lại là một nơi phải đối diện với bóng đêm vô tận, một khi đã bước vào thì không còn có thể quay đầu. Vốn không phải là một nam tử hán biết thương hòa tích ngọc, Vệ Trang lạnh lùng cho biết Lusa không cần đến kẻ yếu. Cuối cùng, Lộng Ngọc vẫn tiếp tục xin nguyện ở lại Lusa, tất cả mọi người lại vui vẻ uống rượu cùng nhau. Trong ngôi làng của những di dân Bách Việt lúc này lại không hề may mắn có được sự yên bình đó. Tất cả mọi người đều đang vô cùng sợ hãi và khó khăn chống lại sự tấn công của lũ rắn trước mặt, những con người có thế lực kỳ lạ. Cuối cùng, bọn chúng quay đi và để lại một khung cảnh rất điều tàn. Tập 27, khi Hàn Phi tới, tất cả những nạn dân Bách Việt đều đã chết. Anh vô cùng đau lòng. Xem xét hiện trường, Hàn Phi có thể phán đoán được phần nào những gì họ đã gặp phải. Điều kỳ lạ chính là tư thế của các thi thể đều do chết cháy. Thế nhưng, hiện trường lại không hề có dấu vết bị cháy. Tử Phong nhận ra tình trạng da rẻ trên thi thể là do bị bỏng lại vừa do trúng độc. Loại độc hung thủ dùng chỉ có thể là đồ ngoại vực. Giờ này, Bách Việt có tới cả trăm loại bí dược. Tất cả đều là những loại độc nhất, lạ nhất trong các loại độc. Từ đó có thể suy ra, hung thủ giết chết các nạn nhân Bách Việt cũng đến từ Bách Việt. Hàn Phi chợt nhớ, gần đây có nhiều người kể rằng đã gặp phải quỷ đi đêm. Tử Phong phỏng đoán đó là thuật thi cổ của Bách Việt. Nghe tin báo, Hàn An Vương liền cho gọi Hàn Phi vào triệu kiến. Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi về trách nhiệm vụ việc lần này, thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên ngai vàng của Hàn An Vương. Nàng ta gọi là Diễm Linh Cơ. Hàn Phi hỏi rằng tại sao nàng lại giết đi đồng tộc bách tính của mình. Nghe câu trả lời có nhắc tới xích mi lòng xà, Hàn An Vương tỏ ra lo lắng và tức giận. Ông ra lệnh cho binh lính tấn công Diễm Linh Cơ, tuy nhiên không ai mảy may đụng được đến một sợi tóc của nàng ta. Sau khi vây hãm tất cả mọi người trong đám lửa và cho biết chủ nhân của mình đã chuẩn bị lễ vật tại phủ thái tử, Diễm Linh Cơ liền biến mất. Lúc này, phủ thái tử đã trở nên hoang tàn, tất cả đều do một tay của quỷ vô song gây nên. Hàn lấy thân một mình cần hết tất cả binh lính, tất cả mọi người đều đã chết. Thái tử mất tích, chưa rõ tình trạng ra sao. Sau khi bàn bạc, Hàn An Vương nghe lời thỉnh của Hàn Vũ, ra lệnh cho Cơ Vô Dại chịu trách nhiệm thống lĩnh binh lính. Hàn Phi lo việc phá án nhằm sớm giải cứu cho thái tử. Tập 28, về phía thái tử, hắn đang rất hoảng sợ và lo lắng. Sau khi vô song quỷ giết chết hết tất cả mọi người trong phủ, thái tử đã phải bỏ chạy rất lâu, rất xa mới có thể may mắn thoát thân. Không ngờ nơi dừng chân trước mặt lại xuất hiện hai tên cường thi. May mắn là binh lính xuất hiện giải nguy đúng lúc. Giờ thì đã được an toàn rồi, thái tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó khác lạ, bầu không khí trở nên quỷ dị và đáng sợ. Ở trước mặt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một kẻ lạ mặt. Hắn được gọi với biệt danh Xích Mi Long Xà, tên là Thiên Trạch, toàn thân toát ra một khí tức hắc ám. Trên người quấn vô số dây xích, đầu dây giống như một cái đầu rắn, bộ dạng vô cùng dọa người. Hắn chậm rãi tiến lên, đồng thời huy động xích sắt tấn công. Cả đám binh lính còn chưa kịp phản kháng thì đã phải về với đất mẹ. Cuối cùng, chỉ còn mỗi một mình thái tử sống sót. Thái tử rất hoảng sợ, tiếp tục định bỏ chạy vậy nhưng lập tức bị bao vây tứ phía. Quá hoảng sợ, thái tử không còn cách nào khác là quỳ xuống cầu xin tha mạng. Trong cung, Hàn Phi cùng Hàn Vũ đang trò chuyện cùng nhau. Hàn Phi cảm ơn anh trai mình đã tương trợ và không ngại tỏ ý muốn Hàn Vũ giúp đỡ anh thực hiện nhiệm vụ lần này của phụ vương đưa ra. Hàn Vũ không từ chối, hành động giải cứu thái tử lần này, hắn sẽ để cho vị nghĩa tử là thiên thừa tương trợ. Tên thiên thừa này được đánh giá là khá cao, võ nghệ siêu quần, tài trí hơn người. Vừa nói xong, Cơ Vô Dạ cũng đi tới, hắn nhiệt tình lên tiếng sẽ hết sức tương trợ cho Hàn Phi. Tập 29, Tử Nữ chúc mừng Hàn Phi độc bá đại quyền. Cả Cơ Vô Dạ lẫn Tứ Công Tử đều phải giảm giáp nghe theo lệnh của anh lần này. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, sự thật không phải là như vậy. Mọi người cùng ngồi lại xem xét kỹ từng vụ việc. Giạt ngục không hề tồn tại kia lại phát sinh một vụ vườn ngục chính là khởi đầu cho những câu chuyện về sau.
Thông qua vụ việc Hoàng Ngọc mã não, sự việc Bách Việt Nam xưa bị nổi lên trên mặt nước. Từ Phòng đã tra hết một lượt sổ sách và phát hiện ra một đặc điểm trùng, đó là có một đoạn bỏ trống. Khoảng trống thời gian này luôn được dùng để che giấu chân tướng không nỡ nhìn vào. Thái tử Bách Việt là Thiên Trạch, tuy là dòng dõi đế vương và nhường thiên phú dị bẩm, tinh thông vu thuật. Hắn thích chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ khắp nơi về triều đình. Do sinh ra đã có hình hài kỳ lạ, hắn tự xưng là Xích Mi Long Xà hay còn được gọi là Xích Mi Quân. Trong quá trình được Sở Quốc và Hàn Quốc trợ giúp dẹp loạn, vương tộc Bách Việt cũng bị vạ lây. Trong đó, vị thái tử Bách Việt vốn phải luôn được chú ý lại bị kết luận là mất tích. Riêng nạn dân bị đầu sát tập thể rõ ràng đã điền vào khoảng trống này. Có lẽ, Xích Mi Quân này vẫn bị giam trong một nhà giam bí mật ngay tại Đô Thành. Tình thế hiện giờ có vẻ nực cười, một phế thái tử của Bách Việt bắt cóc thái tử của Hàn Quốc. Lồng Ngọc Cô Nương đặt ra một thắc mắc là ai đã giam Xích Mi Long Xà và ai chính là người đã thả hắn ra. Tử nữ liền nhận định đây chính là sự bắt đầu của một cuộc trả thù. Từ Phòng phát hiện ra, phủ tướng quân và thái tử vốn cùng một phe, cơ vô gia ủng hộ thái tử, tại sao đối tượng đầu tiên trả thù lại lựa chọn phủ thái tử? Tử nữ dường như cảm thấy người được lợi nhất trong tình thế này chính là tứ công tử và cửu công tử nhà mình. Tại phủ thái tử lúc này, một cuộc giao dịch chóng vánh giữa một kẻ bí ẩn và Xích Mi Quân diễn ra. Tuy nhiên, có vẻ như cả hai bên đều không thật lòng hợp tác và đều đề phòng lẫn nhau. Tập 30, trước giờ chuẩn bị xuất phát đi cứu thái tử, các con đường xung quanh đều đã bị phong tỏa, quân lính bao vây ba tầng, rơi vào trạng thái giờ nghiêm. Phủ tướng quân cũng phái trợ thủ tới, hắn chính là Mặc Nhờ. Hắn cho biết, tướng quân Cơ Vô Dạ ra lệnh cho hắn tới đây và căn dặn phải nghe theo toàn bộ sự điều động của cửu công tử. Về chàng nghi ngờ hỏi qua một số sự việc có liên quan tới cuộc vượt ngục bí ẩn trước đây, vậy nhưng vẫn không khai thác được gì. Đứng quan sát từ trên cao rất lâu, Từ Phòng phát hiện ra tất cả các thị vệ đều đã bị giặc khống chế. Thay vào đó, ba tên thủ hạ của Thiên Trạch là Bách Độc Vương, Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ lần lượt trấn giữ các hướng đông, tây và nam. Hướng bắc được bỏ ngỏ, riêng Thiên Trạch và khu thi ma đều không thấy tăm hơi. Hàn Phi Đế cảm thán, bốn cánh cửa lớn, phòng thủ ba lối vào, phải chăng đây là một lời mời? Xem ra Xích Mi Quân không chỉ biết vu thuật mà còn rất am hiểu về binh pháp. Bọn Hàn Phi quan sát thấy số tường vây cũng bị đối phương bố trí canh phòng cẩn mật, không dễ gì vượt qua được. Đúng lúc này, một chú chim định bay vào bên trong phủ thái tử thì gặp phải tình trạng như trên xác chết của những nạn nhân Bách Việt lần trước. Thì ra đó là do thủ đoạn của Bách Độc Vương. Hàn Phi cẩn thận dặn xuống dưới ra lệnh cho binh lính chuẩn bị công tác phòng hộ thật tốt. Binh pháp nói, thực tức là hư, hư tức là thực. Thiên Trạch dùng cánh cửa chống để ra hiệu, Từ Phong cảm thấy họ càng không nên tránh né cánh cửa đó. Xích Mi Quân này quả thật rất tinh tường binh pháp Trung Nguyên. Cuối cùng, Vệ Trang vẫn sử dụng phương pháp tác chiến. Anh và Mặc Nhà tìm thấy cánh cửa có Vô Song Quỷ. Bởi vì quỷ Vô Song có thân hình quá cứng rắn, cho nên sau một lúc giao chiến, Vệ Trang vẫn chẳng thể làm gì được hắn ta. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé!